Đó là cách ông Bùi Văn Tịnh điều trị tâm điếc suốt 2 năm qua. Âm thanh phát ra ú ớ là những số đếm hoặc từ đơn không rõ nghĩa. Đã 14 năm chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh câm điếc của con gái ông Nguyễn Văn Bé không hề thuyên giảm. Đến khám tại điểm chữa bệnh của ông Tịnh, mặc dù con gái chưa nghe, nói được, nhưng ông rất lạc quan. Thấy cũng có cái sự kết quả trong đó cũng khá chứ không phải là không khá. Chắc phải đi một vài lần nữa. Chính sự kỳ vọng đó mà một đồng 10, 10 đồng 100, người dân khắp nơi kéo đến điều trị ngày càng đông. Lúc này, thầy Lan Bùi Văn Tịnh cùng cộng sự có thêm biệt tài mới, chữa bá bệnh, từ câm điếc, ung thư, thoát vị địa điểm. Trên danh nghĩa điều trị từ thiện, nhưng thực tế, bằng nhiều cách, điểm chữa bệnh của ông Tịnh luôn có nguồn thu ổn định. Ba con ơi, có đóng tiền điện tiếp cho thầy ăn của ít lòng nhiều. Dạ. Bùi lấy mấy gói cường, gói hàng nhiêu? 60, với chai thuốc rượu to, rồi 160 cường. Hoạt động rầm rộ suốt thời gian dài, nhưng ông Bùi Văn Tịnh không hề có giấy phép. Tuy nhiên, ông rất tự tin với khả năng điều trị của mình. Nếu cầm điếc quang sinh, thì chắc chắn 10 người nó được năm. Mà trong đó có 2 người nó rõ. Nó nghe được luôn. Tổn thương tế bào tính giác ở tay trong. Nè, tay trong. Và cái đó nó không còn hoạt động, nó không dẫn truyền được âm thanh lên vỏ não, trung tâm nghe vỏ não nữa. Mà ông ấy vỗ thế, làm sao mà phục hồi được. Tâm lý chung của người dân là có bệnh thì ai chỉ gì dùng nấy, hay tìm đến những người được gọi là thầy, bà với hy vọng phước chủ mai thầy. Vậy là hàng ngàn người đã kéo đến cơ sở của ông Bùi Văn Tịnh để điều trị.